Để trở thành một cô gái xinh đẹp như em á, mọi người á rất là thắc mắc là phải tốn bao nhiêu tiền rồi ngày tháng nghỉ dưỡng như thế nào, em có thể chia sẻ được không? Dạ, em làm khuôn mặt á là hơn 100 triệu. Còn ngực á thì em làm 85 triệu. Còn phần dưới thì mình gần 100 triệu luôn là chi phí đó. Là cũng phải 300-400 Dạ. cộng lại hết. Đi lại rồi ăn uống nghỉ ngơi, rồi tiêm hormone từ tháng Đúng này qua rồi, tháng nọ. tiêm hormone Cái là tiền cái hormone quá nó trình là rất tốn là khó tiền. khăn luôn. Mình ngưng là nó sẽ bị chai. Đúng rồi. Bây giờ em có thấy cơ thể của mình ổn không? Hay là nó có khó khăn gì mà Cơ mình đang thể phải em bây đối giờ mặt em không? thấy nó càng ngày nó càng giống nữ hơn. Nhưng mà em có bị yếu không? Mỗi yếu đi đúng không? Sức khỏe. Nó hơi bị yếu, chị lâu lâu Ừ, mình hay bị yếu. chóng mặt. Hay bị chóng mặt với lại hay quên. Đúng rồi, hay quên. Em nhiều khi cái chuyện ngày xưa nha, em nhớ tới giờ luôn. Mà cái chuyện gần đây mình làm gì là mình hay quên lắm. Làm gì phải ghi vô ghi chú em mới Chị bây giờ nhớ. để cái điện thoại xong chị đi chị tìm khắp nhà vậy. Ngày nào chị cũng tìm cái điện thoại. Rất là dễ thương. Em chào chị Chi, chào anh Tuân. Chào em. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình không? Dạ, em tên là Trần Đòn, em sống tại Đồng Tháp. Em sinh năm 97, hiện tại em đang làm chủ ba shop thời trang. Vậy là từ ở dưới Đồng Tháp lên đây á hả? Dạ, em bắt xe lên đây luôn á. Rồi Đoàn ơi, vậy cho Dạ. anh hỏi về cái tuổi thơ của em á. Khi nào Dạ. em phát hiện ra mình có cái giới tính khác thường? Từ nhỏ là em đã có những cái sở thích rất là khác bình thường, nhưng mà tại vì lúc nhỏ em không có kiến thức để biết về cái giới tính thứ ba. Từ nhỏ em đi học em hay chơi với mấy bạn nữ, với tính tình của em ở ngoài là giống như nữ vậy đó, em hay nhõng nhẽo ổng ẹo á. Nói chung làm gái từ nhỏ đó. Dạ, nhưng mà mình không biết luôn. Khi đó là em đi học thì em hay để ý mấy cái anh trai đẹp Anh là trong đẹp trường. trai là nhìn Dạ. đúng không? Khi mà đi học ở trong trường thì có những gì em hay tâm sự với những bạn nữ. Ví dụ như em thấy cái anh nó đi ngang là em để ý, là em phái, là em kể mấy bạn nữ nghe hết. Ủa rồi em kể cho mấy bạn gái đó đó thì mấy Dạ. bạn ấy phản ứng như nào với em? Những bạn đó thì giống như là ủng hộ em chứ không có xa lánh em. Nhưng mà mấy bạn nó chắc biết em vậy đúng Dạ không? biết, nhưng mà từ nhỏ là em không biết em là giới tính là như vậy. Mình chỉ biết là mình thích như vậy thôi. Rồi đến khi nào em mới xác định được đúng giới tính thật của mình? Đến khi em học năm lớp 8 thì em mới xác định được. Yêu chưa? Lúc Lúc đấy đó biết em đã yêu yêu hả? rồi Lúc đúng lúc không? lớp 8 là chỉ biết yêu, là yêu thầm thôi. Yêu đơn phương Tại vì đúng cũng không không? có điều kiện để yêu ai nữa. Lúc đó là em đang đi làm mướn. Em sống ở quê với chị của em. Ba mẹ em thì đi làm ở trên Sài Gòn, đi làm mai cho công ty á. Mới gửi tiền cho em đi học. Rồi hai chị em nương tựa nhau sống như Dạ vậy. đúng rồi. Nhưng mà chị là bà con thôi. Rồi sau đó năm em học lớp 8 thì em thấy xin tiền mẹ hoài á. Em không xin được nữa, em mới xin mẹ em đi làm mướn ở ngoài. Là em nghỉ học. Không, em vẫn đi làm vừa học luôn. Và nếu anh có thể hỏi về những cái cảm xúc và giọt nước mắt của em bây giờ không? Có nghĩa là em buồn vì em phải có một tuổi thơ xa gia đình hay là vì sao? Gia đình mà tuổi thơ em quá khổ. Tuổi thơ em không được đến trường, tuổi thơ em bơ vơ đầu đường, em nào có tuổi gì đâu. Em đi làm thì em đi phục vụ cà phê với hủ tiếu hơn. Ở chợ, ở trong quê em á. Thì khi mà mình đi làm á thì những người xung quanh ta nhìn mình cũng không được bình thường nữa, ta coi mình giống như là không có giá trị gì đó. Những người mà giống như gần mình quen biết với mình á thì không ai mà xúc phạm mình hết, nhưng mà kiểu vậy người ta nói sau lưng em á. Trong quê thì cũng biết rồi, thì những người đi bán đồ ngoài chợ á, người ta hay kêu em là thằng bị đê này nọ lắm. Em sợ người ta. Người ta có hăm dọa hay là có làm gì cho em phải đau lòng? Người ta không hăm dọa nhưng mà người ta đã xử sự với mình. Mình thua một người nhân viên đó. Em phải trải qua một tuổi thơ rất là khó khăn. Dạ, em đi làm ngày nào thì chấm lương ngày đó thôi. Thí dụ em đi học thì cũng trừ lương em ra nữa. Lương em một tháng chỉ có 1,2 triệu thôi. Sáng là thí dụ như 5 giờ em thức em đi học là em phải ra lau bàn. Rồi xong em về em làm tiếp tục, tới tối em vẫn làm bình thường như đó. Tới cỡ 12 giờ mới được đi giặt đồ, rồi 1-2 giờ mới ngủ. Rồi ngày nào cũng như vậy hết thì Dạ sức đúng khỏe rồi. như thế nào? Nó cứ tiếp tục trong vòng 2 năm vậy đó. Tại vì mình cực quá, mình đâu biết gì đâu. Mình không có công việc, không ai nhận mình làm đâu. Được cái chỗ đó làm thì em rất là quý, cho nên em cố gắng em làm. Trong vòng 2 năm vậy rồi em mới bắt đầu biết kinh doanh ở trên mạng là bán mỹ phẩm. Rồi sau đó thì em cảm thấy là làm cực quá, em làm hết nổi, em nghỉ làm luôn. Bắt đầu em bán online trên mạng luôn. Em bắt đầu bán online nhưng mà em xin làm chỗ khác. Đi ra Cần Thơ làm nhưng mà vẫn đi về trong Phong Điền học. Tại vì là hộ khẩu em là trong quê. Ba em với mẹ mới đi mượn tiền người ta mua cho em được một chiếc xe máy để em chạy. Ngoài kia em làm được bao nhiêu tiền? Công việc của em là làm dọn phòng nhà nghỉ á. Lúc đầu ra là được có 2,5 triệu thôi. Nhưng mà làm từ từ em làm 7-8 năm luôn, làm dai lắm. Là luôn lên được 4 triệu. Nuôi ăn nuôi ở luôn.
là em cũng cảm thấy là mình cũng có công việc ổn định hơn rồi. Công việc em là từ 5 giờ chiều mà làm tới sáng luôn, em thức nguyên đêm luôn. Thì em cũng vẫn tiếp tục, em học tới lớp 12 luôn. Rồi lúc đấy bố mẹ biết em khổ sở như vậy á, dạ, thì biết. Bố mẹ em chia sẻ như thế nào? Mẹ em với ba em không có cho em đi làm, nhưng mà em khóc, em muốn đi làm. Em muốn đi làm. Muốn lập để không có làm khổ cho cha mẹ, lo cho mình nhiều. Dạ. Rồi lúc đấy bố mẹ em đã biết cái giới tính của em chưa? Giới tính của em thì ba với mẹ em chắc từ nhỏ em nghĩ cũng đã biết rồi. Mẹ em thì hay làm lắm, sợ em bị BD như ở ngoài người đời người ta nói á. Còn ba em thì thương em không có la, lâu lâu la một lần thôi. Từ nhỏ thì mẹ em hay đi ngoại, có mấy cái đầm nào mà đẹp đẹp là mẹ em đem về cho em mặc hả. Từ nhỏ em thích mặc đồ con gái lắm. Từ xưa đã thích đứng trước gương người chải tóc, thì thích thà son. Nhưng mà em vẫn chưa có kiến thức về thế giới thứ ba đâu, cũng chưa biết về vấn đề chuyển giới luôn. Rồi bước sang năm lớp 10 á, em mới quen được một người đó là đầu đời luôn đó, mối tình đầu đó. Là lúc đó em vẫn đi làm cho bà cô em ở ngoài Cần Thơ đó, làm nhà nghỉ đó. Thì quen cũng được 2 năm, là giữa hai người con trai quen với nhau. Hai người con trai? Dạ. Lúc đó bạn này vẫn còn làm con trai mà. Dạ, lúc em còn làm con trai. Chưa có mặt được con gái. Dạ. Vì sao mà hai người phải xa nhau? Em phát hiện được mối tình đầu của em nó rất là lăng nhăng. Quen nó thôi, không bao giờ em cầm được cái điện thoại của nó luôn. Không cho? Không cho em đụng tới điện thoại luôn. Xong rồi em thấy nghi ngờ, rồi em mới đọc được tin nhắn là em thấy nó quen người khác. Em có nói chuyện với lại bạn đó không? Em không nói chuyện, im lặng luôn. Im lặng. Cái em mới tạo một cái nick ảo, hẹn nó đi khách sạn, nó cũng chấp nhận cái lời đó luôn. Nó đỏ mắt nó trời, nó muốn khóc luôn rồi. Thì nó bất ngờ quá. Rồi em nói làm sao với lại bạn đó? Em khóc quá trời luôn, em bỏ về luôn. Về nó nhắn tin nó năn nỉ em, nhưng mà em không có bỏ qua được. Từ đó là em chia tay với bạn đó luôn hả? Lúc đó em chưa chia tay. Em biết nó lừa dối em rồi. Em quen ba người khác để em lừa dối nó lại. Rồi đó. Giống như trả thù quá hả? Giống như trả thù nhưng mà vẫn còn yêu thương chứ. Nhưng mà làm cho hả dạ, dạ đúng không? Hả dạ thôi. Quen là quen vậy, như quen bạn bè mà em hay tâm sự á chị. Nhưng mà em cố tỏ ra là bầu nghiêu. Giả bộ là vậy thôi, cho bà kia tức thôi. Rồi sau đó em mới đau khổ cũng khoảng là 4-5 tháng luôn. Em như bị sốc vậy đó. Xong là em bỏ luôn. Sau cái cuộc tình đó thì em một năm em không quen ai luôn. Em nghĩ trong đời này á, mình không có tiền mình mới chết, còn không có ghệ là mình vẫn sống bình thường. Không có người này mình kiếm người khác. Dạ. Yeah. Rồi khi nào mà Đoàn mới quyết định muốn trở thành một người con gái? Năm 2016. Cái anh trang điểm đó là ông kêu bữa nào ra đi anh trang điểm cho em làm gái thử. Em nói thôi đi anh ơi, em sợ không ai yêu lắm. Làm con trai thì em nghĩ là hai người con trai với nhau mới yêu được. Nếu như mà tự nhiên mình làm gái thì người ta con trai người ta đi yêu con gái chứ ai yêu người chuyển giới chi. Cái này em cứ trang điểm thử đi. Cái bắt đầu trang điểm xong, cái chụp xong bộ hình trên báo phát hiện. Quá trời báo săn đón luôn người. Cái lúc đó em bán hàng quá trời nhiều luôn. Và là lúc đó mình có được một mớ tiền rồi đó. Tự nhiên mình thấy cuộc đời mình nó thay đổi quá trời. Cái làm gái luôn. Cái hay làm gái làm hơi hơi thôi. Lâu lâu làm một lần thôi. Mà bà cô chủ nhà trọ thì không bao giờ bà cho em làm. Bà nói em mới làm trai đẹp cũng chết không chịu. Tại vì bà thích em trai dễ thương đẹp. Em cũng lén bà em làm. Mỗi lần về nhà mà gặp bà cô trong nhà trọ cái là bắt đầu trốn. Bẽn lẽn đi vô trong phòng. Tới khi mà em kinh doanh đó, em có dư được mớ tiền rồi bắt đầu đi sửa mũi, sửa tí vậy đó. Cái bắt đầu thấy đẹp, giả gái nó đẹp hơn. Thế làm gái luôn. Em quyết định là mình phải chuyển giới. Cứ chuyển giới thích đi. Làm gái thôi. Thích làm con gái, làm con gái chính mình đi. Để bây giờ em làm trai em ẻo lả đi ra đường người ta nhìn người ta sẽ kêu mình là BD này nọ. Tại vì em rất là sợ em bị quê á. Chứ không phải là em bị tủi thân gì hết. Trước khi em làm á, em có hỏi bố mẹ mình ý kiến của mẹ họ mẹ em á, đâu dám cho biết đâu. Mình ẻo lả này nọ thì mẹ không có la. Nhưng mà khi mà đụng tới dao kéo đúng mẹ rồi. Sợ lắm, nguy hiểm lắm. Mẹ không đồng ý đúng dạ. không? Rồi mẹ em thì còn làm Sài Gòn. Ba em thì bị bệnh rồi về quê rồi. Rồi khi em bắt đầu đi làm con gái là em trốn gia đình em đi làm luôn. Lúc mà em phẫu thuật mũi với cái càm trước á, là em trốn mẹ. Rồi sau đó mẹ mới hay mẹ đi trên Sài Gòn về luôn. Rồi mẹ em đi về, mẹ em nhìn thấy em băng bó, đồ đau quá trời á. Mẹ cũng không có la nữa, rồi chăm sóc luôn. Rồi sau đấy bao lâu thì em quyết định phẫu thuật? Sau đó là cỡ khoảng 6 tháng là khi mà em gặp cái người yêu mới á. Em mới có cái quyết định là mình phẫu thuật. Làm gái luôn. Dạ, để cho nó hoàn hảo hơn. Là người yêu mới của em là con trai? Dạ, người yêu mới của em là trai thẳng luôn. Tại vì khi mà một người phụ nữ quen với một người nam á, tình cảm nó sẽ nghiêm túc hơn. Mà hai người nam mà quen nhau á thì nó sẽ không nghiêm túc. Cảm thấy cái chuyện quan hệ rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng luôn, kể cả cái lúc mà em còn làm nam là em phát hiện được cái chuyện đó luôn. Chị là hiểu em nhất luôn đó. Như thế thì oan lắm, tại vì mỗi người mỗi tính, đâu phải ai cũng không như thế đâu. Không phải là ai cũng vậy đúng không? Nhưng mà đa nhưng mà số nhiều đó anh. Và quen nhau chừng nhiều khi quen tuần lễ đi quen người khác. Nhiều khi nó đang ở nhà với mình mà nó nhắn tin với người khác mình cũng không biết. Và coi cái chuyện tình này cảm nó rất là bình thường. Dạ đúng rồi.
Nhưng mà giờ chị hỏi là khi em làm em chuyển giới làm gái là em qua Thái Lan à? À, cái lúc mà em kể từ từ luôn nha. Biết sao lại nói đụng chạm. Không chịu. Cảm giác bị ra gì ở trong tập này? Không phải là ra gì, đó là sự thật cưng ơi. Cái lúc mà em làm ngực á là em làm ở bệnh viện ở Sài Gòn mình luôn. Là lúc đó chưa có tiền nhiều mà cũng sợ đi nước ngoài nữa, không dám đi. Nhưng mà khi mà làm ngực nha, là em đi một mình luôn. Lên bàn mổ, để ghim truyền nước trước á. Rồi xong mà lên sắp dao kéo đồ ra rồi đó. Là bác sĩ ơi cho em điện cho ghệ em cái, cho em điện cho ghệ em cái. Rồi em điện em nói những yêu em nói gì? Nói anh ơi em lên bàn mổ rồi nha. Cái nó hỏi làm gì? Em nói em làm ngực, nó tức tốc đi lên trên đây liền luôn. Nó nói em á là khi mà yêu á thì nó làm sao cũng được, cho nó không cần gì hết. Nhưng đàn ông chỉ nói vậy thôi. Em cứ để vậy đi, ngày xưa chị cũng nói để vậy đi. Anh thương em suốt đời. Năm sau nó bỏ liền tay. Đúng rồi. Đi theo con gái liền. Trong cái thời gian mà em điều dưỡng ở trên chỗ bệnh viện á thì nó là người chăm sóc và nuôi em, tắm cho em nữa. Lúc mà em quen người yêu đó đó, là ban đầu em vẫn là một người con trai, ngoại hình người con trai. Cái lúc đó là đầu tóc giả. Đầu tóc giả rồi à. Mặt đầm con gái rồi. Cái lúc phẫu thuật mặt á là nó vô nó nhắn tin Facebook cho em. Nó kêu á là em ơi để anh dẫn, anh mời em đi ăn để bồi bổ sức khỏe. Thấy em mới phẫu thuật còn sưng quá. Khi đó cái mặt còn sưng như này đi gặp nó mà nói chuyện cười không có được. Nhưng mà cái lúc đó quen là chỉ là giả gái thôi. Giả gái thôi nhưng mà chưa có cho có chuyện nhớ hết. Chưa có gì hết luôn đó, chỉ đầu tóc giả. Nhưng mà người ta vẫn đó. Có tình cảm tại vì người ta thấy là mặc đồ con gái rồi. Người ta nghĩ là người ta quen con gái luôn. À em hiểu. Cái cảm giác đàn ông nó dành cho bạn này là một người phụ nữ thật sự. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà nếu em không làm con gái thật sự thì em sẽ không giữ được lâu đâu. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy đó chị. Nhưng mà những người chuyển giới thành từ nam sang nữ á, theo em biết á, là cũng phải thất bại trong chuyện tình cảm hoặc là cái này nọ, phải có lý do ta mới có động lực để chuyển đúng giới. Rồi, đúng. Nói gì thì nói nhưng mà khi mà đi lên bàn mổ rồi là thấy dao với kéo là rụng rời tao. Đúng rồi, tâm lý phải rất là vững vàng mới được. Ủa vậy rồi bao giờ em phẫu thuật hoàn toàn? Rồi có khoảng 5 tháng sau nữa. Mẹ em bây giờ là ở quê. Cuộc sống của ba mẹ em giờ là nghỉ đi làm thuê cho người ta rồi. Tại vì em kinh doanh rồi em xây làm được đó. Em xây nhà riêng cho ba mẹ em ở quê rồi. Tới tháng em gửi tiền về thôi. Rồi xong mẹ ở nhà thì đâu có biết gì đâu. Ở bên Cần Thơ, còn em với bồ em thì ở bên Đồng Tháp có shop rồi. Rồi hai đứa mới đi Thái Lan cũng dạng đi nhập hàng bình thường vậy nè. Em cứ nói mẹ em là con đi du lịch, con đi nhập hàng rồi thôi. Thì mẹ không biết. Rồi mình lén mình làm luôn. Qua Thái Lan làm luôn. Dạ. Tại vì mẹ em có cái tính là bà mày dặn lên là bắt đầu tự tử, em sợ lắm. Rồi khi em làm ở bên Thái á, có khó khăn gì? Dạ không có khó khăn luôn đó anh, tại vì bây giờ nó phát triển rồi. Với lại em cũng có bạn trai em đi theo hỗ trợ á. Cho nên bây giờ em không còn sợ phẫu thuật gì nữa hết. Tại vì mình đã trải qua rồi á chị. Ví dụ như tự nhiên mà mình đùng ra mình làm một cái một luôn thì mình sợ. Còn này mình đã trải qua hết, mình nhiều không còn sợ rồi, gì nó nữa không hết còn sợ. Dạ. Bây giờ gia đình em biết em phẫu thuật hết rồi đúng không? Dạ biết rồi. Thì ban đầu khi mà họ mới biết á, phản ứng của họ như thế nào? Mẹ em ba kêu trời không à. Mẹ trời ơi trời hả, nó chuyển giới rồi kìa. Còn ba em á thì ít nói chuyện lắm, nhưng mà thương em, thương rất nhiều luôn, ít nói lắm, chỉ la thôi à. Mày coi mày làm gì mày chết nghe. Để trở thành một cô gái xinh đẹp như em á, mọi người á rất là thắc mắc là phải tốn bao nhiêu tiền, rồi ngày tháng nghỉ dưỡng như thế nào, em có thể chia sẻ được không? Dạ em làm khuôn mặt á là hơn 100 triệu. Còn ngực thì em làm 85 triệu. Còn phần dưới thì mình gần 100 triệu luôn là chi phí đó. Là cũng phải 300-400 dạ. Là hết. Đi lại rồi ăn uống nghỉ ngơi. Rồi tiêm hormone thừa tháng đúng này rồi, qua tháng nọ. Tiêm hormone là cái quá trình rất là khó khăn luôn. Mình ngưng là nó sẽ bị chai. Đúng rồi. Bây giờ em có thấy cơ thể của mình ổn không? Hay là nó có khó khăn gì mà cơ thể em bây giờ em thấy nó càng ngày nó càng giống nữ hơn. Nhưng mà em có bị yếu không? Mỏ nó yếu đi đúng không? Sức khỏe. Nó hơi bị yếu chị, lâu lâu mình yếu. Hay bị chóng mặt. Hay bị chóng mặt với là hay quên. Đúng rồi, hay quên. Em nhiều khi cái chuyện ngày xưa nha, em nhớ tới giờ luôn. Mà cái chuyện gần đây mình làm gì là mình hay quên lắm. Làm gì phải ghi vô ghi chú em mới chị nhớ. Chị bây giờ để cái điện thoại xong chị đi chị tìm khắp nhà. Yeah. Ngay nào chị cũng tìm cái điện thoại. Yeah. Em bây giờ kể tiếp chuyện ghệ của em đi. Dạ. Bạn đấy bây giờ với em như thế nào? Hai có hạnh phúc rồi? Không? Lúc đầu tiên là hai đứa em đến với nhau là tay trắng luôn. Gặp nhau cũng cỡ 3-4 tháng yêu nhau thì cũng đi qua đi lại thấy khó khăn quá. Cho nên mới xin cô nghỉ. Trong khi nghỉ thì mình rất là buồn luôn. Tại vì cái nhà trọ đó là em quản lý cho cô là 7-8 năm nay, cô có tin tưởng rồi. Quen rồi. Dạ. Đánh đổi công việc đó. Đúng rồi, đánh đổi luôn đó chị. Đánh đổi cha mẹ luôn mà em đâu có ở chung với ba mẹ. Đi theo sách gói theo trai luôn hả? Theo trai luôn đó chị. Đi theo qua Đồng Tháp luôn. Trôi về qua Đồng Tháp mà. Dạ. À cũng dễ sợ. Rồi qua bên Đồng Tháp ở đâu, thuê nhà ở hay là ở nhà? Hai đứa cái thời gian đầu là hai đứa ở nhà trọ. Hỏi thiệt nha. Đi trong người có nhiêu tiền mà gan dám đi vậy? Trong người còn có 4 triệu thôi đó. Bà gan có gì.
Rồi hai chồng có 4 triệu thôi mà sống hả? Lúc đó nó cũng đang kẹt nữa, em có 4 triệu trong người thôi đó. Lúc đó là còn đi mượn tiền của người ta 10 triệu. Hai đứa mượn tiền ở bên Đồng Tháp, mượn nóng á. Một tháng phải đóng lãi cho người ta 1 triệu rưỡi đó. Xong thì hai đứa em mới bắt đầu bán hàng online. Online trên mạng. Đúng rồi. Lúc đó thì ba của gia đình của người yêu em á thì ngăn cản. Còn gia đình em thì mẹ em biết là nó quen cái thằng Tâm đó đó. Thì bình thường thôi, mẹ em thương nó như là con vậy đó. Bao lâu sau thì bên nhà chồng em mới chấp nhận em? Lúc đó là mẹ chồng của em rất là thương em. Mẹ chồng thì bao che, gửi khô, gửi cá mòi, gửi gạo, gửi bếp ga, cung cấp lương thực đó, son nồi đồ gửi cho nhà trọ cho tụi em tự nấu nướng. Tại vì lúc đó là mẹ biết đang khổ, mẹ thương em lắm, bởi vì bây giờ em rất là thương mẹ chồng của em. Ba em á thì ngăn cản, mỗi lần muốn ra ngoài đây thăm bồ của em á thì ba em đứng ngoài không à, từ điện thoại ra nói chuyện thôi. Tại vì ba cản chứ cũng biết em ở trong đây. Một ngày nọ giống như là mẹ em nấu đồ ăn á, nhưng mà mẹ thì lúc này thôi đừng có chở con Niệu về nghe, đừng có ở nhà em tên là bé Niệu không à, đừng có chở con Niệu về nghe, có ổng ở nhà đó. Rồi em không biết nó suy nghĩ gì mà chở về luôn, nó chở em về nhà luôn. Đi mà em sợ lắm luôn, tại vì em hay coi phim này nọ mà em thấy quýnh đập rồi đuổi đi đó, em sợ cái cảnh đó. Rồi xong cái lúc đó nó chở em về mà ba có nhà luôn. Khi mà đi tới nhà thì cũng chào hỏi bình thường, ba nó không biết em là chuyển giới, nghĩ gái thiệt, nghĩ gái thiệt. Rồi bắt đầu nó mới tiếp tục sẵn vậy, rồi nó dẫn em tới 3-4 lần luôn. Rồi cái ngày nó mới hỏi, ủa nhỏ đó là ở gần nhà trọ mẹ ngoại đó hả? Là ba ông gặp cái nhỏ bạn của em, bà bồ em ngoại á, mình cứ tưởng là nhỏ bạn không à. Xong rồi cái bắt đầu bồ mới nói thẳng luôn. Khi đó thì hai đứa bắt đầu chịu khó làm ăn, hai đứa bắt đầu tích góp rồi có dư rồi. Ba mà thấy em về bên Đồng Tháp là thằng con của ba chịu làm ăn, bắt đầu ba thương em. Ba nói thẳng với em luôn, giờ ba hối hận quá à. Là bây giờ gia đình của em hai bên đã gặp nhau rồi, sống giống như bình thường rồi, giống như một cặp đôi nam nữ luôn. Chấp nhận hai bên, chấp nhận hết. Chấp nhận hai bên luôn. Về bọn em định sống nhanh như thế, có định đám cưới không? Có định đám cưới không? Rồi em nó có hỏi cưới em, nó định là cuối năm nay sẽ cưới em. Nhưng mà em trả lời thẳng luôn, em nói là em không thích. Tại sao? Tại sao em không thích? Tại vì em thấy có nhiều cặp á, khi mà còn thương nhau thì em thấy thương thiệt, tới khi cưới rồi nó sẽ bị đổ vỡ. Đâu phải ai cũng vậy đâu cưng. Dạ, em tại vì em đã một lần em trải qua cái sự đau khổ đó, cái em sợ em mới nói với ghệ em á, là giống như anh thương em á thì anh thương hoài cũng được nữa, em không cần phải có đám cưới gì hết. Bây giờ em cưới hỏi đàng hoàng, mai mốt đâu có con bánh bèo nào xuất hiện ở nhà em được. Chị nói thật sự, và tất cả làng xóm láng giềng ai cưới tụi em là vợ chồng nhau, mình phải công khai chứ tội dạ gì. Em làm vấn đề đó. Anh nghĩ là em xứng đáng có được một cái đám cưới đẹp như vậy. Em nên suy nghĩ vấn đề này. Chị nói thiệt, chị khuyên em nên phải có cái đám cưới. Nếu như chồng em muốn cưới hỏi em là em phải gật đầu liền, không có mất mới gì mình phải từ chối. Còn cái duyên số duyên nợ mình thì cái chuyện về sau tính sao, nhưng trước mắt mình hạnh phúc, mình cứ sống viên mãn với tình yêu của mình. Dạ, anh định là cuối năm nay sẽ cưới em. Cưới liền tay cho chị. Dạ. Cưới liền tay nha. Dạ. Giờ định hướng tương lai của hai vợ chồng em là gì? Định hướng tương lai của em mở thêm 2 cái shop là 5 cái. Đúng không? Dạ, sẽ mở nhiều shop nữa. Thấy chưa? Với lại là ảnh mà ví dụ như có đi gửi tinh trùng để cho người khác đẻ hộ á, ví dụ nhờ như mình mang thai hộ, đúng không? Có thành công á thì mình nuôi, còn không thành công thì mình nhờ những chị em ruột trong gia đình mà có con, mình sẽ sinh một đứa để mình nuôi thôi. Tại vì sau này tương lai của hai tụi em là giống như cũng cần phải có một người để nuôi. Mẹ em thường hay gọi điện cho em lắm, sợ sau này giống như bây giờ thì có gì còn có mẹ lo, chứ sau này mẹ mà có già mà có chết rồi thì cũng không ai lo cho em. Mẹ em sợ em là trong người em đồ giả không à, rồi sau này á ví dụ như bệnh hoạn cũng không ai lo. Em nên phải có một đứa con, kinh tế em bây giờ đang ổn định thì em nên có càng sớm càng tốt. Đúng rồi, phải có một đứa con nữa, tại vì mình đâu có biết được mai sau này người ta gặp người khác rồi ta đâu có thương mình nữa. Anh thấy em suy nghĩ khá nhiều. Lúc nào trong người em cũng là phải chuẩn bị tâm lý, là giống như em vẫn dành tình cảm cho người ta bình thường, rất là nhiều tình cảm luôn. Nhưng mà trong đầu mình vẫn vững vàng là có gì là vẫn bình thường, chứ không có phải là bị buông xuôi hay là mình bị đau khổ gì nhiều hết. Để trở nên xinh đẹp và thành công như ngày hôm nay á, thì Đoàn đã trải qua quá nhiều câu chuyện, vui có, buồn có. Dạ. Yeah. Thì cái thông điệp của em muốn gửi đến các chị em trong cộng đồng là như thế nào? Thông điệp của em muốn gửi đến các chị em trong cộng đồng á, là cho dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, cho dù mình quyết tâm để vượt qua thì mình sẽ làm được thôi, đừng có chùn bước. Với lại là em xin nhắn gửi tới một số người mà trong cộng đồng á, xin mọi người đừng có làm cho những người bên ngoài nhìn thấy cộng đồng mình không có được tốt đẹp nữa. Cảm ơn Đoàn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chị và Tuân chúc em sẽ được nhiều hạnh phúc và có một cái đám cưới sớm và có một em bé chào đời trong năm sau nha. Em cảm ơn chị và anh.